kỹ năng tuyển sinh vào lớp 10 môn toán. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các em làm đề tuyển sinh năm 2010 và 2011 cho các em. Các em quan sát cho đề này. Câu số 1 yêu cầu thực hiện phép tính nha. A bằng căn 12 cộng căn 27 trừ căn 75. Rồi, em khai căn này ra ha. Em ạ. Ở đây các em vẫn các em vẫn được dùng máy tính nha. Em có thể máy tính em bấm căn 12 căn này ra viết vào luôn. Rồi sau đó mình cộng lại cũng được ha. Còn tiếp tục ở đây tôi sẽ hướng dẫn các em không phải làm máy tính ha. Muốn đưa cái căn 12 ra ngoài á, tôi chỉ cho em làm lấy 12 chia cho số nguyên tố á. Số nguyên tố là những số chỉ là số chỉ có ước 1 và chính nó ha. Đó là những số nào các em hay gặp là 2 3 5 7 chẳng hạn. Đó. Giờ em lấy 12 chia 2 đi được 6. 6 chia 2 được 3, 3 chia 3 được 1 đúng không? Vậy là 2 bình nhân 3. Đó, mang khỏi căn là 2 căn 3 các em. Đó. Tiếp tục 27 nữa các em. 27 giống như chia cho 3 đúng không? Chia 3 cộng 9, 9 là 3 bình phương, vậy là 3 bình nhân 3 đúng không? Vậy căn 3 bình mang nhân 3 thì mang ngoài bằng 3 căn 3 ha. Đó, cộng 3 căn 3. Rồi, căn 75 nha các em. 75 này. Dấu hiệu chia cho 3 cho 5 luôn nha, tôi chia cho 5 đi. Chưa chia cho 5 thì còn 15. Tôi chia cho 5 còn 3 chia 3 còn 1 đúng không? Vậy thì là 5 bình nhân 3 mang ngoài bằng 5 căn 3. Rồi, 2 căn 3 cộng 3 căn 3 bằng 5 căn 3. Mà 5 căn 3 mà trừ đi 5 căn 3 thì bài này đặt số bằng gì em? Còn hợp nha. Tiếp tục các em đến câu B. Câu B là cho biểu thức nào? B rất là dài đúng không? Cho điều kiện rồi. Cho điều kiện rồi các em nha. Yêu cầu chỉ cần lúc cộng này thôi. Là hướng dẫn em lúc cộng này. Em thấy là trong mặt này đúng không? Phải làm trong mặt trước. Bên này vậy cũng vậy luôn. Mà đây là dấu trừ thì chắc chắn phải quy đồng. Bên này là một phân tích đúng không? Đó thì các em nhớ là phải phân tích thành nhân tử để rút gọn lên ha. Rồi vậy thì ở đây tôi sẽ xử lý bài này ha. Em quan sát nào. Muốn quy đồng phải tìm được mẫu thức chung đúng không? Hai cái mẫu này không thể phân tích thành nhân tử được rồi. Vậy thì mình lấy mẫu thức chung luôn. Mẫu thức chung bài này chính là căn x cộng căn y nhân cho căn x trừ căn y. Em lấy cái này, em chia cho mẫu này đi, chia cho nhau ha. Cầm mẫu này chia cho mẫu này, mất căn x cộng căn y đi. Còn căn x trừ căn y nhân 1 là còn căn x trừ căn y. Thấy chưa? Đó. Tiếp tục nào, các em lấy cái mẫu này, chia cho mẫu này, đúng không? Thì còn căn x cộng căn y nhân lên âm 1 thì đổi dấu nha. Nhân cho âm 1 thì căn x cộng căn y á, thì đổi dấu hết. Biến thành trừ căn x nha, trừ cho căn y. Nhớ kỹ điều này nha các em. Đó. Nhân cho trừ 1 thì phải đổi dấu nha. Rồi, ở bên này em, đây hàm thức A bình trừ B bình, đúng không em? Thì mình tắt ra bằng A cộng B nhân cho A trừ B, x trừ cho y đó nha, cô lại đây ha. Rồi, chia cho x cộng y này các em. Rồi, và đơn giản nha. Em nhìn nè, căn x trừ căn x hết, trừ 1 căn y với trừ 1 căn y là trừ 2 căn y. Rồi, em à, ở đây là căn x cộng căn y, căn x trừ căn y. Bài này thông thường á, em cứ để vậy, nhưng mà ở đây là tôi thấy cái điều này nè ha. Tôi thấy hàng này đơn giản, mất y còn x trừ y. Mà x trừ y chính là căn x cộng căn y nhân căn x trừ căn y. Vậy thì tôi sẽ gom cái này nè em. A cộng b nhân a trừ b đúng không? Bằng a bình trừ b bình, căn x bình lên bằng x. Đó, tại vì x lớn không mà, đúng không? Rồi tiếp tục căn y bình lên bằng gì em? Bằng y, rồi. Vậy là y, tôi biết này. Thấy không? Rồi đơn giản mất nè. Nè, x cộng y, x cộng y đơn giản mất nè. Còn x trừ y nè em. Đó. Vậy thì ở đây tiếp tục đơn giản được ngay hết nha. Đơn giản mất cái này. Còn đáp số cuối cùng là trừ 2 căn y nha các em. Rồi các em trên bài vào. Các em quan sát đến câu số 2 nha các em. Câu 2 ý A. Cho hàm số y bằng 2x cộng 4 các em. Đây là đường thẳng y bằng a x cộng b đúng không em? Người ta yêu cầu vẽ hàm số này ha. Và muốn vẽ hàm số này đầu tiên em phải cho x bằng 0 để cắt trên trục cung. Rồi sau đó em cho y bằng 0 để cắt trên trục hoàn nha. Ok, trên bài này ha. Cho x bằng 0. Đó. X bằng 0 ở đây, 0 nhân 2 mà cộng 4 thì bằng 4 đúng không? Còn em mà học công thức thì cho x bằng 0 y bằng b đúng không? B thì chính là 4 này, đây là a này. Rồi cho y bằng 0. Đó. Suy ra x bằng. Đó. Trừ b trên a vậy là trừ 4 chia cho 2 bằng âm 2. Hoặc em thế thì không này là cộng 4 chuyển qua là trừ 4 nhân chuyển qua là chia đúng không? Đó, âm 4 chia 2 rồi bằng âm 2. Rồi tới đây mình vẽ thôi các em.
Đầu tiên các em vẽ hệ trục độ OD vô nha. Nào, các vẽ hệ trục độ OD các em coi. Đây là x này. Đây là O này. Đây là y nha các em. Đây, cho x bằng 0, y bằng 4, x bằng 0 này. Đây này em. Y bằng 4 này. Đúng đây. Chắc anh sẽ cười qua điểm này. Cho y bằng 0, y bằng 0 là x bằng âm 2, âm 2 nằm đây này. Đó, âm 2 này. Sau đó em lấy thương đặt được. Nha. Em nối vô. Em nối vô hai cái điểm chấm này. Chính là đường thẳng y bằng 2x cộng 4 cho các em. Đó, đây là câu A cho các em. Câu B này. Câu B nó nói này. Gọi giao điểm của đường thẳng D với trục tung là A. Nào, đây là đường thẳng D. Gọi giao điểm của đường thẳng này nè, với trục tung là A, đây là điểm A. Đó, giao điểm là đường thẳng này với trục tung là OI là trục tung này. Ha. À, với trục hoành là B. Đây là giao điểm của đường thẳng D với trục hoành, đây là trục hoành ở đây này em. Đó là OS đó, là điểm B ha. Thì đây yêu cầu là em hãy tính góc, tính số đo góc ABO. ABO là A, BO là đúng này. Đó. Rồi tính góc. Em muốn tính góc được chắc anh là em phải nhớ đến hệ thức lượng, đúng không? Hệ thức lượng trong năm mét vuông dùng sin cos tan để xử lý ha. À, các em còn mà nhớ lý thuyết á, à, ở học kỳ 1 á, đường thẳng y bằng a cộng b đúng không? À, y bằng a cộng b. À, nếu hệ số a lớn hơn không thì góc cạo bởi đường thẳng với trục x là một góc nhọn, đúng không? Còn nếu mà a nhỏ hơn không thì đường thẳng đó, đường thẳng y bằng a cộng b hợp với trục x là một góc tù. Ha. Nhưng mà bài này nó không hỏi kiểu đó mà hỏi tính trực tiếp cái góc này luôn. Ha. Vậy thì tôi chỉ là rất đơn giản là em nhìn nó này, em dùng hệ thức lượng trong năm mét vuông ấy. À, đừng có dùng sin cos nha, tại vì đâu có cạnh huyền đâu. Em dùng tan bằng đối chia kề bằng 4 này, chia độ dài ở đây, độ dài là thẳng ở đây, đây là 2 nha các em. Đừng thấy âm 2 nói âm 2 được nha, gọi thẳng luôn luôn lý nghĩa là dương nha các em, là 2 á. Vậy thì em chỉ muốn tính góc này, em rất đơn giản, em chỉ cần nói là áp dụng nha hệ thức lượng nha trong đan giác vuông ABO ta có. Các em bấm nào. Nè em tính nào. Tan của góc ABO nha. Tan thì em học rồi, tan thì bằng đối chia kề bằng OA là 4 á nha. Chia kề là 2 bằng 2 nha. Rồi gọi xuống hàng góc ABO bằng. Lúc này em dùng máy tính em bấm. Em bấm nè, tôi chỉ cho bấm nè. Em bấm shift tan. Em bấm 2 vô. Rồi em bấm dấu bằng. Rồi sau đó em bấm dấu O phải phải là bấm độ á, nó sẽ đổi lên cho các em. À, vậy thì cuối cùng đáp số các em được này, à được trên máy tính nha. À, ghi là 63 độ 26 phút 5,82 giây. Ở đây người ta yêu cầu tính góc á, các em tôi khuyên các em làm, người ta không nói yêu cầu làm là tròn đến độ hoặc là làm đến phút, thì tôi khuyên các em lên làm tròn đến độ đi nha. Vậy em ghi là 63 độ 26 phút. Mà 26 phút á, thì nó dưới 30, tại vì một độ bằng 30 phút á, nha. Đó, vậy thì từ dưới 30 em bỏ luôn, em lấy tròn lên nha, tôi lấy tròn luôn, nha. Đáp số bằng 63 độ, nha. Đó là góc ABO nha em. Rồi, em trình bày bằng. À, sang bài số 3 nha các em. À, câu 3 là cho một hệ phương trình nha. Trong đây có chữ tham số M ở đây nữa. À, câu A người ta yêu cầu các em. À, yêu cầu là giải hệ phương trình với m bằng 3. À, vậy rất đơn giản, cứ có chỗ nào có m mình thay bằng 3 không phải nha, rồi mình giải hệ phương trình nha. Vậy thì tôi trình bày là với m bằng mấy nha, bằng 3, thì đây, từ đây tôi suy ra hệ phương trình cho nè, nó 3 thế vô đây nè, 3 x này nha, cộng nha, em thế bảo ra 3 đây, 3 nhân 2 bằng 6, vậy là 6 y này bằng âm 24 nha. Em thế nào vào đây các em? Đó, 1 mà trừ đi 3 thì phải bằng âm 2 không? Vậy là ghi là âm 2x cộng cho y bằng âm 9 nha. Đó, ở đây em để hệ phương trình này. Em có hai cách giải, một là dùng phương pháp cộng, hai là em dùng phương pháp thế. Đó là tùy các em. Còn ở đây tôi sẽ hướng dẫn làm em làm phương pháp cộng nha. Rồi, ở đây em quan sát này.
giờ muốn muốn khử mất ít đi thì trên nhân 2 dưới nhân 3 nó sẽ đối liền, đúng không? Còn muốn khử mất ẩn y đi thì dưới này chỉ cần nhân âm 6 nha. Vậy thì tôi nhân một cái rồi thì dưới này tôi nhân âm 6 nhé em. Đó, tôi ghi cho em coi bên trong á. Âm 6 thì ở đây tôi giữ nguyên cái này luôn nha. Rồi. Ở đây các em nếu có một trường hợp này nữa này các em. Ở đây em có 3 này ha, 6 này, 24 này, em đều chia cho 3 hết. Em có thể chia hai vế này cho 3 cho nó số nó nhỏ lại cũng được. Đó, tùy các em nha. Còn đây tôi nhân trực tiếp rồi, để số 1 to luôn. Rồi. Nhân âm 6 vô biến thành 12x nha. Nhân âm 6 vô là âm 6y nha. Âm 6 nhân 9 bằng 54 nha các em. Đó. Thấy chưa? Rồi. Tôi cộng hai này cộng với nhau là 15x nè. Hai này cộng lại mất nè. Hai cái này cộng này là bằng 30 nè các em, đúng không? Phương trình ở trên sẽ tìm được hết, đúng không? Và giới sẽ tìm được y cho các em coi, y bằng cái gì ha? Hai phương trình này phương trình nào cũng được hết, tôi lấy phương trình y này đi. Y bằng. Đó, y bằng âm 9 thế này nè. Rồi cộng 2x trừ 2x tôi thay qua đây là cộng 2x. Nó làm vậy thế cho nó nhanh ha. Đó. Rồi tương đương x bằng nhân 15 này, các em chuyển qua là chia 15. Em lấy 30 em chia 15 thì em được đáp số là bằng 2. Vậy suy ra y bằng âm 9 cộng cho 2 nhân cho mấy em? 2, đúng không? 2 nhân x là x bằng 2 thế vô này. 2 nhân 2 bằng 4 mà âm 9 cộng 4 thì đáp số bằng âm 5 nha các em. Rồi, vậy thì em kết luận vậy hệ phương trình có nghiệm nha. Vậy. Với m bằng 3 hệ phương trình có nghiệm. Nha. Nghiệm x bằng 2 y bằng mấy nha? Âm 5. Nha các em. Rồi các em trình bày vậy. Rồi, đến câu B nha các em. Bài 3 còn ý B nữa các em. Người ta hỏi nè, em hãy tìm giá trị M nha. Tìm M để hệ phương trình có nghiệm duy nhất. Rồi, các em còn nhớ học trong lý thuyết ở trong học trong sách khoa các em đã học đó. Hệ phương trình có nghiệm duy nhất khi nào? Khi A trên A phải khác B trên B phải. Hệ phương trình có vô số nghiệm khi nào? Khi A trên A phải bằng B trên B phải bằng C trên C phải. Còn hệ phương trình vô nghiệm khi nào? Khi A trên A phải bằng B trên B phải và khác C trên C phải. Đó là lý thuyết đúng không? Vậy thì ở đây các em người ta yêu cầu là tìm M để hệ phương trình này nè. Cái đề nó cho này nha. Đó, có nghiệm duy nhất. Vậy rất đơn giản. Để hệ phương trình có nghiệm duy nhất khi mà A nè trên A phải nè khác nè B trên B phải này nè. Đó, A trên A phải khác B trên B phải. Rồi, vậy thì đó em giải phương trình tìm M thôi được rồi, đúng không? Vậy em chỉ cần nói nè, để hệ phương trình nha. Hệ phương trình có nghiệm duy nhất nha. Có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi A trên A phải khác B trên B phải. Rồi, mình thế vào nha. A nè, M trên A phải là 1 trừ M nha. Khác B trên B phải là 2M chia B phải là em bằng 1 là các em. Đó. Rồi, tương tự nè, em chỉ cần quy đồng giống như quy đồng của mẫu âm nhân chéo là lên, nhân chéo là lên cho tôi nha. 1 nhân M là M ha. Vậy là khác 2M nhân 1 trừ M. Đúng chưa? Rồi, tương đương nha các em. Giải phương trình này thôi. M nhân vô nào. Cộng 2M đúng không? Nhân vô nè, cộng 2M được chuyển qua đây là trừ 2M luôn nha. Nhân vô nè, 2M bình phương. Âm 2M bình phương chuyển qua nè, cộng 2M bình phương. Chuyển qua hết bên này rồi, bên này khác không nha. Sau đó thu gọn đi. Rồi, tôi xóa cái này đi nha các em nha. Đó. Rồi, ở đây 2M bình phương tôi viết thành ha. Này này rút gọn còn trừ M, khác không. Đó. Ở đây cái nhìn ra đây là phương trình bậc mấy? Có phải là phương trình bậc 2 không? Đó, nha. Vậy thì giống như phương trình bậc 2 viết C thôi, em đặt M ra ngoài thì còn 2M trừ 1 khác không? Vậy thì tương đương. Tương đương là sao các em? Đó, 2 này khác không khi nào? Đó, dễ chưa? Đó, khi này khác không và cái này phải khác không? Vậy tương đương M khác không
3 nha. 2m trừ 1 khác 0 nha, tương đương m khác 0 và m khác bao nhiêu các em? 1/2 nha các em. Rồi, các em trình bày bao nhiêu? Rồi, tiếp tục các em quan sát sang câu số 4 nha. Câu số 4 này là như vậy nha các em. À, cho phương trình 2x bình phương nha các em, cộng 5x trừ 1 bằng 0, có 2 x1 x2 thì ta yêu cầu là không giải phương trình, có nghĩa là các em không được tìm nghiệm x1 x2 nha. Hãy tính x bằng tính như cái này nè, tính x là x bằng x1 bình phương trừ x1 nhân x2 ha, cộng x2 bình phương. Rồi, đề mà khi em nhìn thấy cái tính có liên quan đến nghiệm này nè thì các em phải nhớ là thông qua định lý nghiệm mà đề người ta đã chặn điều này rồi, không được giải phương trình, đó có nghĩa là không được tìm nghiệm x1 x2, đó tính giá trị này ha. Vậy muốn tìm được giá trị của x này các em phải thông qua định lý nghiệm, mà các em cần phải nhớ này, khi áp dụng định lý nghiệm thì bắt buộc phương trình phải có nghiệm, nhớ nha. Cho dù cái đề người ta nói có hai nghiệm x1 x2 rồi nhưng mà cũng phải làm chặn để có nghiệm nha. Em giải delta ra hoặc delta phải ra ha, nhưng mà này giải delta ra ngoài hoặc em làm a nhân c, nếu a nhân c nhỏ hơn không thì phương trình luôn có hai nghiệm. Em mình nhớ học trong bài học ở trong chương trình sách khoa đã nói được điều này rồi đúng không? Vậy thì em nè, em có thể giải delta để em nói có nghiệm nha, đó. Hoặc là em nói tiếp a nhân c là 2 nhân 1 nè bằng âm 2 mà âm 2 nhỏ hơn không đúng không? Vậy trả lời là 1, em giải delta nha, là ta có delta bằng b bình nhân là 5 bình 25 2 trừ 4 là c trừ 4 nhân cho 2 nhân cho 1 vậy thì là bằng dương 8 đúng không? Em cộng đáp số là bằng 23, 23 lớn không đúng không? Đó, kết luận vậy phương trình có hai nghiệm. Phân biệt ok. Nha. Nha. Có hai nghiệm. Phân biệt. Rồi, tới đây mình phải áp dụng định lý nghiệm. Hoặc em nói a nhân c nhỏ hơn không nha, phần nào phương trình luôn có nghiệm. Rồi. Áp dụng định lý nghiệm nha các em. Nha các em nha. Cộng bằng em học rồi, tổng bằng trừ b trên a, trừ b trên a vậy là trừ 5 chia a là 2, tích bằng c trên a là âm 1 là chia 2, vậy là âm 1 phần 2. Rồi các em, ở đây là tổng tích, ở đây có tích chấp nhận nè, rồi nhưng mà cái này em nhớ là hai cái này nè, đây, đây là a bình, đây là b bình đúng không? Em muốn gom vô tổng được á thì em phải thêm 2 lần x1 x2 vô để tạo thành tổng nha. Vậy gom vô là tôi gom cho là x1 cộng x2 tất cả bình nha, hai này là tôi thêm 2 lần x1 x2 vô, rồi mà tôi thêm 2 lần x1 x2 vô để tạo hành động thêm vô thì phải trả đi chứ đúng không, thêm vô 2 lần x1 x2 thì tôi trả đi là trừ 2 lần x1 x2 với trừ 1 ở đây là trừ 3 lần x1 nhân x2 nha các em. Rồi tôi phải thấy là tổng bình phương lên là âm 5 phần 2 tất cả bình lên các em, đó trừ 3 nhân tích nè, tích là âm 1 phần 2. Rồi em tính cái này nha, 5 bình lên là 25, âm bình lên là dương là 25 phần 4, đúng không? Âm nhân âm là dương nè, dương 3 phần 2, đúng không? Quy đầu một chung một máy nha, 4 nè, này 25, này chia 26 nè, đúng không? Và cuối cùng em tính được là 31 phần 4, nha, giá trị thức x là các em tính được 31 phần 4, nha. Rồi, các em trình bày vào. Rồi, tiếp tục câu 4 nó còn một ý nữa các em nha, ý B nha các em nha. Rồi. À, tôi sẽ nói về câu 4B này. À, đường bộ A từ A đến B dài 240 km, có nghĩa là quãng đường từ đây đến đây là 240 km nha. Wow, cho quãng đường nha các em nha. Đó, hai người đi cùng lúc từ A đến B, hai người đi từ A đến B luôn. Mà một người đi xe máy nha, em quan sát là một người đi xe máy, một người kia thì đi ô tô. Rồi. Người đi ô tô đến sớm hơn người xe máy là 2 giờ. Có nghĩa là thời gian người đi ô tô đi ít hơn thời gian người xe máy 2 tiếng ha. À, vậy là người thời gian người xe máy đi nhiều hơn đó. Đó, đó là có quan trọng nha. Và biết mỗi giờ ô tô nhanh hơn xe máy là 20 km, có nghĩa là 20 km/h đó. Rồi tính vận tốc xe máy và ô tô nha. Rồi trước tiên là tôi nói về xe máy trước nha. Xe máy ở đây nha, vận tốc xe máy nè. Xe máy coi như chiếc M đi nha. Yêu cầu tính vận tốc mà tính chấm hỏi mà đúng không? Đây là vận tốc ô tô này các em. Đó là ô tô này, tôi phân tích nha. Rồi. À, đang tính hai vận tốc này. Giờ trước tiên em gọi là trước ha. Tôi sẽ làm cái sườn này cho các em coi này. À, biết mỗi giờ ô tô nhanh hơn xe máy là 20 km/h. Vậy em gọi x là vận tốc xe máy.
vận tốc xe ô tô là đi nhanh hơn mà, đúng không? Đi vận tốc lớn hơn. Vậy vận tốc ô tô đi lúc này là x cộng bao nhiêu em? Cộng 20 km trên giờ là vận tốc. Đúng không em? Em nhìn vô đề nè. Yêu cầu tính vận tốc đúng không? Mà cho quãng đường. Vậy đại lượng chưa biết là các em nhớ, đại lượng chưa biết, chưa biểu diễn theo nó là thời gian. Vậy thì tôi nói về thời gian xe máy đi nè. Thời gian xe máy đi thì bằng quãng đường xe máy đi là 240. Chia vận tốc xe máy đi là x đơn vị này chưa? Nha. Thời gian ô tô đi là các em. Ô tô đi ha. Đó, thì bằng quãng đường đi luôn. Quãng đường đi vận là quãng đường là 240 luôn, nhưng mà vận tốc đi rất là lớn hơn kia là 20 là x cộng 20. Đó, em biểu diễn đại lượng chưa biết là thời gian. Vậy thì em chỉ cần lập phương trình gốc theo thời gian này. Và tôi nói cái ý để lập phương trình này. Vì thế người ô tô đến sớm hơn xe máy là 2 tiếng. Vậy có nghĩa là thời gian người đi xe máy đi nhiều hơn thời gian ô tô là 2 tiếng. Làm sao biết điều này được? Chắc ăn, sao biết nhiều hơn 2 tiếng? Vậy chắc ăn em phải lấy thời gian xe máy là 240 trên x. Đi nhiều hơn là phải trừ đi thời gian ô tô mới biết được chứ. 240 trên x cộng 20 thì em bằng mấy em? 2 tiếng đồng hồ này là bằng 2. Em giải phương trình này, lập tức em sẽ tìm được vận tốc của xe gì, xe máy. Em hiểu vấn đề đó chưa? Rồi, vậy thì tôi sẽ trình bày phần lời cho em nha. Em quan sát này. Đầu tiên các em gọi đi. Gọi là vận tốc xe máy ha. Là vận tốc xe máy. Điều kiện các em, điều kiện lúc này các em chỉ có quyền đặt x lớn hơn không thôi nha. Và đơn vị là km trên giờ thôi nha. Còn nếu mà em đặt là gọi x là vận tốc ô tô thì lúc này vận tốc ô tô phải lớn hơn 20 nha. Đó. X cộng 20 là vận tốc nha các em, là vận tốc xe ô tô. Em nhớ điều kiện vào đơn vị nha các em nha. Km thì giờ. Đây em cứ nhìn vô cái sườn nha các em. Rồi, đại lượng chưa biết là thời gian. Vậy các em nói là thời gian. Thời gian xe máy đi. Nha các em. Rồi, mình đặt là T nha. Em ghi luôn, khỏi ghi tê luôn. Bằng quãng đường trên vận tốc là 240 trên đơn vị là giờ nha. Sau đó em nói là thời gian xe ô tô đi bằng quãng đường đi của nó là 240 luôn, chia vận tốc đi của nó là x cộng 20, đơn vị là giờ. Lúc này em chỉ cần nói này, ta có phương trình nha. Rồi, em lấy thời gian đi lâu là xe máy đó, 240 trên x ha, trừ 240 trên x cộng 20 bằng 2. Huy Đồng thử mẫu các em. Bài này nó ghi mẫu thức chung cho nhìn nhá. Em mà chưa hiểu thì coi ra mẫu chung bài này chính là gì? X nhân x cộng 20, đúng không? Em cầm mẫu này, em chia này cho nha. Khỏi làm nhân, đúng không? Cái ngày chia này mất đi, còn x cộng 20 đi lên. Có nghĩa là 240 nhân cho x cộng 20. Rồi, em cần lấy này chia này mất x cộng 20 thì còn x nhân lên. Vậy trừ 240 nhân lên. Lấy mẫu này chia dưới này là số 1 này, còn 9 nó nhân lên. Vậy là 2x nhân cho x cộng 20. Sau đó các em nhân lại nha. Nhân vô, đơn thức nhân đơn thức. Nhân vô là 240x cộng cho 4800, đúng không? Trừ 240 nha. X là biết bạn. Tôi nhân vô là 2x bình phương, tôi chuyển qua đây luôn nha các em. Trừ 2x bình phương. Rồi, nhân vô này là 40x nè, chuyển qua là trừ 40x nha. Bằng 0 nha các em. Chuyển hết qua bên này thì mình sẽ phải bằng 0. Sau đó mình thu gọn đi, mũ 2x trước nè, trừ 2x bình phương với này, 2 ngày đơn giản hết nè, trừ 40x với này, cộng cho 4800 nha. Bằng 0. Thế đây các em rút máy tính nè nha. Có hai máy tính em sử dụng đường là Vinaphone hoặc là Casio nha. Ở đây hướng dẫn bấm trên Casio, bấm móc 5, em bấm số 3 vô nha. Em nhập ABC vô là âm 2 nè, A âm 2, B là âm 40 nha, C là 4800. Em thế vô em sẽ được một đáp số này. Nó sẽ cho các em hai đáp số, x1 bằng 40, x2 bằng âm 60. Âm 60 chắc em loại rồi, và đây chính là nhận nha. Tại vì lớn không đó, kết luận các em. Vậy vận tốc xe máy là 40 km/h.
xe, ô tô. Đây, bao nhiêu em? Nè, lấy x mới tìm được là 40 em cộng 2. Đáp số là 60 km trên giờ nha các em. Rồi, các em trình bày bạn. Rồi, tiếp tục các em giống bài số 5 nha các em. Bài số 5 này. Cho đường tròn có mô điểm M là ngoài đường tròn nha các em. Kẻ hai trích tuyến MA, MB với đường tròn AB là trích điểm. À, rồi, trước tiên tôi vẽ hình trước cho các em này. Đầu tiên tôi vẽ đường tròn góc O trước nha các em. Em quan sát này. Lấy điểm M là ngoài đường tròn ha, là ngoài đường tròn lấy mặt hàng. Đó, kẻ hai trích tuyến MA và MB. Rồi, vậy thì tôi lấy này ha, lấy M lên đi. Kẻ hai trích tuyến này em. Đó. Đó. A và B ở đâu? Em muốn xác định được A và B ở đâu cho đúng thì em phải căn góc rồi ha. Đó. Căn là thương cho tôi căn góc cho. Cái tiếng mà A. Đây là A. Đó. Đây là MB nha các em. Căn góc xuống. Đó. Tiếp tiến mua góc bán kính tại tiếp điểm. Nha. Rồi đây là B nha các em. Đó. Hai này mua góc nha các em. Rồi người ta yêu cầu này. Em hãy chứng minh là tiếp tục em vẽ các tuyến MCD của đường tròn C nằm giữa M và D. À, các tuyến vẽ các tuyến nha các em. À, MCD. À, các tuyến người ta không nói vẽ đi quan tâm thì đừng bao giờ các em vẽ đi quan tâm nha. Đừng bao giờ kéo qua ô nha. Đó, MCD nè. Rồi. Đó, em vẽ có thể kéo xuống đây cũng được nha. MCD. Đây là các tuyến. Nhớ kỹ điều này nha. Đó, em phải biết các tuyến là gì đó. Rồi, các tuyến MCD. C nằm giữa M và D, đúng rồi, C nằm giữa M và D nha các em. Yêu cầu của A này, chứng minh tứ giác MAOB nội tiếp các bạn. Tứ giác MAOB nội tiếp dễ các em. Nè. Đây 90 nữa, đây 90 nữa. Là tứ giác này có tổng hai góc nối và 180. Vậy thì tứ giác này nội gì? Nội tiếp, đúng không? Đây là cách đầu tiên mà học tứ giác nội tiếp, đúng không? Vậy thì quá dễ đúng không các em? Giờ thì mình chạy trình bày vô ha. Ta có góc MAO là mẫu luôn các em nha, cộng MBO. Đó, tiếp tuyến thì phải vuông góc bán kính tại tiếp điểm mà. Cái đó họ phải biết rồi. Hai góc này cộng lại bằng 180. Kết hợp với nha, tứ giác MAOB nội tiếp được. Đó, rồi tôi nói đến câu B. Yêu cầu chứng minh MA bình bằng MC nhân MD, MA bình bằng MC nhân MD. Các em quan sát nha. Em nhìn thấy cái điều này nè. Đây là tích của giai đoạn thẳng bằng nhau đúng không? Trong đầu có hai hướng cơ bản trước để mình nghĩ đó là một là hai tam giác đồng dạng, hai là hệ thức tương. Để xử lý bài tập này là như vậy nha các em. Vậy thì quan sát nè. MA bình chính là gì em? MA bình chính là MA nhân MA. Đó, vậy ta làm MA bình phương được chứ? Hoặc là có một cái cạnh nào bằng MA. Cái ăn MA bằng MB rồi đó ha. Nhưng mà cái nghĩ này trước đi không được thì mình nghĩ thêm MB nha. Rồi mình kiếm tam giác đồng dạng thì có được không nha. MAC. MAC tôi nói lại nè ha. MAC là tam giác này đen này ha, cái đồ đen này. Và tam giác thứ hai là tam giác MAD. Tam giác MAD tôi nói lại nha. Hai tam giác này đều là hai tam giác tù hết đúng không? Đó. Vậy chỉ cần à, em học rồi. Em học hai tam giác đồng dạng nhau với nhau á, tam giác tù chứ hệ hợp tam giác nhọn ha. Cái thứ nhất là cạnh này cạnh hai này góc góc. Đúng không? Cái thứ hai là cạnh góc cạnh thứ ba này góc góc, đúng chưa? Nhưng mà ưu tiên góc góc trước, cứ nghĩ điều đó trước nha. Rồi em quan sát nè, tam giác MAC và tam giác MAD. Thứ nhất tôi nhìn vô thấy có góc M là góc chung nè. M một chung nè, chung một góc M nè. Thêm một góc nữa thôi. Em nhìn nè. Ở trong lý thuyết tôi nói rất nhiều những bài học trước đó nha. Nói rất nhiều cái này cho các em là đó, đây là góc cạnh với tiếp tuyến và đi cùng, đúng không? Nó bằng một hai số góc MAC. Bằng một hai số góc bình chẵn.
Em nhìn vô cái tam giác MAD này, có góc D này nha. Góc D có phải là góc một kiếp không? Nhìn coi, bằng hai số góc cùng chắn cùng AC đúng không? Đúng không? Góc này bằng góc A này bằng hai số góc cùng AC, góc D này cũng bằng hai số góc cùng AC. Vậy lập tức hai góc này nhóm nhau, bằng nhau. Vậy thì lúc này hai tam giác này đồng dạng trong trường hợp gì các em? Góc góc. Lập tức em lập tỉ số ra đi ngay đi. Đúng chưa? Vậy thì tôi trình bày nha. Vậy đầu tiên tôi sẽ ghi đây ha. Xét tam giác MAC và tam giác đầu đúng tỷ lệ nhé. MAC nhọn là tù nè, đúng không? Vậy kia chung M chắc chắn đọc M trước nè. Nhọn là tù nè. MD. Em đọc sai tỷ lệ cái tí lập tỷ lệ này không ra được đâu nha. Đó. Rồi, có em nói là có M1 là góc chung. Chung một góc. Góc thứ hai là MAC. Bằng góc MDA. MDA giải thích một câu hết rồi. Hai góc bằng nhau đều bằng 1 phần 2 số đo cùng AC. MAC là góc nhìn em tạo bởi trích tuyến và dây cung. MDA là góc nội tiếp. Góc nội tiếp và góc tạo bởi trích tuyến và dây cung cùng chắn một cung thì bằng nhau, đúng không? Vậy thì đấy các em chia được tam giác MAC đồng dạng với tam giác MDA theo trường hợp góc góc. Rồi các em lập tỷ lệ ha. Cái mình nói là ta có tỷ lệ nào. Hai chấm. Nhìn như đây là MA, viết MA ra. Đầu thứ nhì, đầu thứ nhì trên đầu thứ nhì là MD. Cái nhìn thăm bên tay mặt bên này MD cái rồi còn MC. Đầu cuối trên đầu cuối MA. Rồi từ đây sinh ra cái này chia thành chéo lên nào, đúng không? MA nhân MA biến thành MA bình, đúng không? Đây nhân chéo lên bằng MC nhân MD. Điều phải chứng minh nha các em. Em chỉ mời bạn bài này còn một câu nữa nha, câu C nha các em. Nhưng mà tôi viết là câu B trước cho các em. Viết này là ấn tiếng câu dùng MC nhân MD ha. Đó. Và câu C người ta nói là giả sử bán kính hình tròn khối O là 6 ha. Bán kính này là 6 nè. Đó, 6 nè ha. Đó. OM 10, tôi nối này cho các em coi nha. OM 10 tôi nối này, OM 10 6, 8, 10 đúng không em? Đó. Đặt cái tỷ số, bộ số là mét vuông thì nhìn biết rồi. Đây 6 nè, đây 10. Vậy cái này có khả năng tính được ai em nha. Đó, trong đó phải sẵn sàng đợi đợi điều đó nha các em nha. Và người ta cho biết nè, CD. CD là đoạn thẳng CD từ đấy đây này em. CD đến đây là bằng 3.6. Yêu cầu tính MD em. MD là khúc dài từ đấy đây em. MD. Đúng không? Vậy em quan sát nè. MD mà có gì đâu, có CD đâu. CD là 3.6 nè. Rồi CM chưa có. Đúng không em? CM đâu tính được. Đó, sao tính được? Vậy thì em nhìn nè. Cái muốn tính được CD là một là tính trực tiếp nên vô tính MD luôn. MD mà em nhìn coi chẳng có tam giác vuông, chẳng có hệ thức lượng gì trong đây nha. Không thể làm được rồi. MC phải tính riêng lẻ, không thể làm được luôn rồi. Vậy thì em hãy coi những câu trên. Câu này có liên quan MD này. MA bình bằng MC nhân MD. MA bình có thì tính được đúng không? Đó, 6 10 nhân pi coi thì 5 MA MC MD MC và MD. Đó. Rồi, MC chưa có đang tính MD vậy mình có thể thay ẩn được. Thay được nha. À, có thể em tính là MC MD đúng không? CM nè thì bằng MD. Đúng không? Cạnh MD nè, cạnh dài nè trừ đi CD. Đó, đúng không? Chính là CM. Nha. Vậy thì giờ đầu tiên giải cho em nhìn cho các em hiểu đề này nha. Đầu tiên này, tôi tính MA trước đi nha, giải quyết cái này đi. Áp dụng định lý Pythagore trong tam giác vuông tên là MAO ha. Bình phương cạnh vuông là MA bình phương á ha. Tôi bỏ bình phương luôn các em nha. Đấy căn lên luôn. Đấy bình phương cạnh huyền nè. Trừ đi bình phương cạnh vuông còn lại đúng không? 100 trừ 36 bằng 64 mà căn 64 thì các em ra ngoài bằng 8 đúng không? Rồi, giờ tôi làm cái này cho các em nè. Mà MA bình nè. Em nhìn vào đây các em hiểu không? Nhìn quan sát nha. MC nhân MD cái này là chứng minh trên rồi. Chứng minh ở câu B rồi ha. MA bình có thể bằng 8 bình phương này.
MC, MC đang tính MD đúng không? Tôi để nguyên MD là không đụng chạm gì đến nó đó. Rồi em nhìn này, CM là gì có. Nhưng mà khúc CM nè em nhìn này, khúc CM chính là bằng khúc CD này. MD nè trừ đi CD. Đúng không? Em lấy khúc dài này nè, là MD nè, đúng không? Trừ đi CD chính ra CM. Các em hiểu chỗ này không? Đó. Vậy thì rất đơn giản, tôi chỉ cần lấy MD, tôi trừ đi CD, mà CD là 3,6 các em. Nha. Đó. Thế đây các em đừng có sợ gì hết, đáng mình lên 64 nè. Em học em đơn tức nhân đáng tức á. Nha. À, trước giờ em gặp ít nhân ít thì là ít bình phương biết liền đúng không? Nhưng cái này đừng sợ ra. Có nhiều em hay giả sử đặt MD một ít là mình làm ít cũng được, không sao hết. Nhưng mà nó làm như là MD lên MD thì tôi ghi là MD bình phương. Được không? Được không? Đó. Trừ cho 3,6 nhân nữa nè. 3,6 MD. Nè. Phương trình bậc 2 các em, tôi chuyển 6 từ qua đây thì cho nó dễ làm ha. MD bình phương trừ 3,6 MD cộng 6 từ này chuyển qua là trừ 64 à, không. Đây nè em, đây là phương trình bậc 2 ha. Giống như mình bấm máy tính là gì à, A giải phương trình bậc 2 á, A x bình phương nè, bình phương nè. Đây là coi như x bình phương nè, trừ 3,6 x nè, trừ 64 nè. Nha, đó, đừng có sợ gì hết. Chữ cái nằm chữ cái cũng sao hết. Vậy tương đương ở đây có hai đáp số nè em. Em được bấm máy tính nha. Rồi, em bấm nè. Em bấm phương trình bậc 2 ha. Em móc 5, 3. An này dùng Casio là bấm vậy ha. Rồi, em nhập vô hệ số A này nè, số mấy ha. Số 1 đó các em, nhập số 1 vô. Số B nè, âm 3,6 nè. Rồi, C bằng bao nhiêu em? C là 6, âm 64. Em bấm bằng cho anh. Em sẽ được đáp số này, trời ơi, số đẹp cực kỳ luôn. Mấy cái em biết không? MD, thứ nhất là em dùng cho máy tính em tính được nha. 10. Cái kia là âm 32. Âm 32 phần 5, âm 3 phần 2 phần 5 xác nhận được. Loại ngay. Đúng chưa các em? Đó, ta ghi đôi dài nó thẳng nó có âm được. Rồi, em nhận. Kết luận vậy. MD bằng mấy các em? Bằng 10 cm. Rồi, các em trình bày vào nha. À, các em quan sát đến câu số 6 nha. Câu này một điểm à, cho các nhắc ABC vuông ở B nha các em. Vuông ở B nha các em à, góc ACB bằng 30 độ. Rồi à, AC bằng 2 cm. Yêu cầu tính thể tích hình nón tạo thành khi quay tam giác ABC quanh cái trục quanh cái cạnh AB thấy không? À, em phải nhớ bài học nè. Khi quay tam giác vuông quanh trục là hai cạnh góc vuông ha, thì nó sẽ thành tạo thành hình nón. Còn em cần nhớ hình trục này, để nhắc lại hình trục cho em nhớ bài học chính này. Khi quay hình chữ nhật quanh các cạnh á, các cạnh là gì em? Có thể là chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật thì nó sẽ tạo ra hình trục, đúng không? Vậy thì các em quan sát này, cho nó là C vuông A, vuông ở B nhé các em. Đầu tiên, vuông ở B, các em vẽ vuông ở B ra trước. Các em có hai trường hợp em vẽ nha. Một là em vẽ tam giác vuông, vuông nào nha. Hai là em vẽ vuông đứng, đều được hết. Không phải lo lắng gì hết nha. Đó. Đó. Tôi vẽ hai trường hợp các em. Đó, tôi vẽ ra vuông nằm này. Đó, nằm như vậy đi. B này, A, C này em, 30 độ nha các em. Đó, nó như vậy. Đó. Rồi. Góc ACB bằng 30 độ, AC bằng 2. AC bằng 2 là cái cạnh này nè. Ồ, nó cho cạnh huyền nha. Mà tự nhiên tam giác vuông mà thì có liên quan đến góc thì nhớ hệ thức lượng đúng không các em? Đó, để sẵn sàng chờ đó ha. Tính thể tích hình nón tạo thành khi quay tam giác này quanh cạnh AB. Vậy khi quay quanh cạnh AB các em, để ý nha. Thì AB đóng vai trò là một cái trục nha. Đây tôi vẽ cái trục này dài cho em. Đó, quay thì em chỉ cần cái hình này em lật đọc ra đây. Hay em hiểu là em vẽ đối xứng nha, đối xứng qua cái trục này. Đó, vậy em chỉ vẽ đoạn thẳng BC bằng BC dưới. Đó. Em vẽ ra ha. Em đặt thước cho. Quay đoạn trục ở đây, vẽ ở đây. Như vậy em. Đó, có vẽ hết khúc cho các em nhìn dễ nhìn thôi. Đó, như vậy. Đó. Nha các em. Đó, nó sẽ quay quanh trục thẳng như vậy. Rồi, lúc này có vẽ thế. Đây. Cái đáy của nó này. Đấy, và hình nón này em. Thấy không? Em nhìn thấy cái hình nó nào? À, quay quanh
cái trục này thì cái trục này đóng vai trò đường keo, còn đây là bán kính nha. Đó, em vẽ vẽ hình như vậy cũng được. Hoặc có một số em nói là em vẽ vậy được không nha, hoặc các thằng được không nha, coi tôi làm thử cái nha, ví dụ như vậy. À, tôi vẽ vuông đứng như vậy này. Đây đây đây, vuông ở đây nha, đây là xe đi, xe đứng đây 30 độ có bé hơn đúng không, nên là đây, đây là nha. Vậy lúc này coi tôi vẽ này, nếu vẽ phải ha, quay quanh trục AB. Đó, trục AB thì nó vẽ cái thế nào, vẽ cái trục AB dài cho các bạn. Vậy giống như là cái trục này nó phải cho là đường trung trực nha. Em chỉ lật mặt này xuống thôi. Đó, vẽ ra. Đó, nó như vậy nè. Đó, có một số em phải đứng như vậy được. Lúc này đẩy nó nè. Đây, cái nó. Thấy không? Nó này làm gì được. Vậy thì đây là cái này bằng 2 nha. Đó. Vậy là quanh trục AB thì AB nó phải cho là đường cao. Còn bán kính nó là đây nè, là BC nè. Đúng chưa? Rồi, vậy thì tôi sẽ quay đến vấn đề bài học nha. À, các em học rồi. Thể tích thì nón, trước tiên em viết công thức thể tích thì nón ha, phải được. Nha. Thể tích thì nón nè, bằng 1/3 thể tích hình trục. Mà thể tích hình trục em học là bằng diện tích đáy hình trục cao, mà diện tích đáy của hình trục là hình tròn đúng không? Vậy 1/3 dr bình nhân hẳn bán kính. Nè, 1/3 tôi viết lại nè. Bi để là bi em có thể thay bằng 3.14 nha. Bán kính nè, bán kính. Bán kính này, đây là bán kính này, chưa có này. Đường cao đây này, chưa có này. Hoặc bên này cũng vậy, đây là đường cao, còn đây là bán kính. Vậy phải giải quyết hai vấn đề ha. Rồi, vấn đề thứ nhất là tìm bán kính hoặc là tính đường gì đây, cao. Rồi các em học này, tìm sin lấy đối chia về hình đúng không? Hoặc là một em học nữa, ai học nhanh ấy, muốn tìm cái cô mà tiếp cận hình nhân sin góc đối đúng không? Được không? Đó. Thì các em vậy thì muốn tôi giải quyết AB trước nha. Rồi tôi dùng cốt kề kề chia hình cũng ra. Đúng chưa? Đó, hoặc là có cái cạnh AB được dùng video thì AB C cũng được. Đó, tùy các em. Ở đây tôi sẽ trình bày các em áp dụng hệ thức lực. Nha. Thức lực trong tam giác vuông tên là ABC. Nha. AB anh làm nhanh, cái việc làm nhanh xa, còn lại làm chậm các bạn. Em làm một việc chưa nhớ kiến thức thể thao lại. Sin 30 thì bằng đối là AB á em, chia huyền là 2 á. Vậy sin là AB bằng 2 nhân sin 30 nha. 2 nhân sin 30, em làm nhớ sin 30 bằng 1/2 thì quá êm mà đúng không? Còn có một số em nó chết rồi, lụng giác mấy cái góc em quên rồi, không sao, em tính chưa được điều này. Em chỉ cần nói nhập vô 2 nhân sin 30 nhập trên máy tính nó tự động cho các em đặt số luôn nha. Còn sin 30 bằng 1/2 mà chia 2 thì đặt số các em 2 mà chia cho 1/2 nhân 1/2 thì đặt số bằng 1 cm. Thôi, AB bằng 1. Đây là 1. Đúng không? 2 với 1 dùng video thì nó BC được ra. Đúng không? Nhưng mà không, tôi không làm, tôi dùng cốt này. Cốt bằng kề chia liền bằng BC chia liền này, nên là bằng 2. Vậy suy ra BC bằng 2 nhân cái cốt bao nhiêu? Đúng không? Đó. Em nhập máy tính được luôn, nhập 2 nhân cốt 30. Máy tính cho lại em đặt số liền. Còn ở đây tôi cứ bộ thì tôi phải làm khác nha. Em học là sin cốt 30 á, cốt 30 chính là bằng sin 60, mà sin 60 thì bằng căn 3/2. Đúng không? Đó, vậy là 2. 2 mà nhân cho căn 3/2 thì đặt số bằng căn 3 cm. Đó. Nha. Vậy thì tôi chỉ cần thế vào đây thôi. R này là bán kính này. Đúng không? Bán kính là BC đó, chính là căn 3 bình thường. Được chưa? Nhân cho H, H là đường cao, chính là AB đó nha. Bằng 1. Mà các em học rồi, căn 3 bình thường chính là căn 9 không? Căn 9 bằng 3 đúng không? Hay căn 3 bình thường bằng 3, 3 chia 3. Mất 1 nhân pi nhân 1 thì đáp số bằng pi nha, sang thì mình cũng. Nào các em trình bày vào. Các em nếu cảm thấy video hay, các em nhớ đăng ký kênh nha và xem để ủng hộ cho tôi nha. Rồi em xin mời bạn.